Đây là mụn ngùi, cái trang của ta, cái trang YouTube mới của chị đây nè. Mày để tóc chị kia ơi. Chị ơi, sẹo rồi ở mũi làm nam kim spa có hết không chị? Họ bảo đốt. Nếu mà em đốt thì nó cũng để lại sẹo á, nó cũng không có hết được 100% đâu nha. Cái khu vực mũi của mình chỗ này là nó kiểu như nó tăng sinh collagen kém vậy lắm, nhưng mà em làm nó thì nó sẽ không có đầy lại nữa, đúng không? Như cái phần nó lõm xuống đó, nó làm phần sẹo nó lõm đi rồi thì nó phải tăng sinh tốt để mà nó đầy tế bào lên được, có thể em mới đầy sẹo được. Nhưng mà cái phần mũi này nó ít da ít thịt, nó khó tăng sinh collagen lên lại lắm, nên là cái khả năng đầy nó cũng ít lắm. Đốt thì đốt nhưng mà để lại sẹo vẫn để lại sẹo nha. Có nhiều mà em chỉ sẹo là càng chỉ sẹo càng để lại sẹo, nên cân nhắc trước khi đốt. Nói chung là nó là sẹo mà đốt là thấy sai đó. Thường là nó sẽ làm laser nhưng mà vị trí khác cho vị trí mũi cũng không có cải thiện nhiều lắm đâu nha. Làm sẹo á, làm phần má này nè là hiệu quả nhất. Còn cái phần chỗ này nè cũng kém hiệu quả. Còn qua hàng này nó cũng dễ nổi cái để ra mấy cái sẹo đỏ luôn nè. Ai bị mụn quay hàm là đê Sài Gòn lắm nha. Bị mụn quá là mới á mọi người á. Nhờ mình qua thuốc qua dưỡng thì nó sẽ ổn. Chứ mà còn mình để mà nó không những có thoa gì để cho nó đầy sẹo lên á, rảnh quá. Bởi vậy bên mình thường là tư vấn mọi người làm rác nhân mụn xong thường tư vấn xem một bộ sản phẩm để mình skin care luôn. Không thấy cái kênh phải có thời gian thấy được cái kênh mới á, nó không có tìm ra được, nó chỉ có kênh cũ thôi. Kênh cũ thì là kênh pha ke cái một chút xíu mình sẽ để cái đường link kênh mới cho mọi người, phải có đường link mới đi được. Lướt trên trang đó, lướt trên trang Facebook á, nó có một cái bài viết về cái đường link đó để mình lướt lại cho mọi người. Bây giờ làm sao chứ mà cứ đánh tên tìm ra trên kia, nó họ cũng đăng ký trên kênh kia. Mà đâu đăng ký kênh mình đâu. Đây nè, mình vô lại cái livestream nha. Cái YouTube của em là mấy năm trời, em thành lập mấy năm trời được được 20 follow. Đâu phải có cái gì ấy thì người ta mới đăng ký chứ. Không, như làm vui đăng chơi thôi. Ừ. Qua dịch nhìn chị bẩn miệng dễ thương quá chị. Ủa, tăng bay chim về. Ê, mặt chị khác mọi người. Thế nè, vô cái phần bình luận của live stream trên TikTok hoặc trên Facebook hồi nãy mọi người. Vô cái phần bình luận trên Facebook hồi nãy á, sẽ có một cái bình luận của Thái Na mọi người. Mọi người vào đó đi, À, chị Anh. Dạ. Là em cho chị con này hợp lý lắm nha. Đây quá.
nhìn đây nè, nhìn trên, nhìn trên, nhìn dưới gì. Ồ, rồi, được rồi, nhíu nó được rồi, để em coi, quay nhà này đâu ai tiêm vaccine đâu, mình chỉ ăn tiêm à. Gọi là cái gì? Ngày heo nhập chứ, gọi là tiêm vaccine được. Dịp dạo này đứng quay định nghề mọi hàng nghiệp. Lâu rồi không ủng hộ chị, bữa nào qua thăm chơi chị với chị của em chung chung này. Cái tư chùa, cái tư chị của em nhớ em lắm luôn á, cái tư ơi lâu quá rồi sẽ em không ủng hộ nữa, nó buồn chị cái tư. Dạo này chồng chăm kỹ quá. Chồng chăm kỹ quá hay sao mà? Nó không nổi luôn. Bữa nào bà thăm chị đi là trai về để em lại hả?